Câu 12 này mới khoai này. 12 có bao nhiêu triester của glycerol? Triester của glycerol vậy là nó sẽ phải có dạng gì? CH2OOC. CHOOC. CH2OOC đây, đúng không? Mình cứ giả sử cắm vào đây thì thầy sẽ có là R1, R2, R3 đúng không? Thế vậy này, các bạn xác định cho thầy xem nào. R1 cộng R2 cộng R3 bằng mấy C? Bằng mấy C ạ? R1 cộng R2 cộng R3 bằng mấy C ạ? Thầy đếm nhá. 9 đúng không? Thế là 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. 6 cộng R1 cộng R2 cộng R3 bằng 9. Vậy thì R1 cộng R2, R3 bằng 9 trừ 6 bằng 3. Đúng không? R1, R2, R3 đều là các đầu axit nên nó đều có là lớn bằng 0. Bây giờ mình phân tích nó thành tổng các số hạng. Đúng không? Thế thì câu chuyện đơn giản thôi, bây giờ mình phân tích thì đơn giản quá nhỉ. Để được bằng 3 thì ta sẽ có là 1 cộng 1 cộng 1 là dễ nhất. Đúng không? 1 cộng 2 cộng 0. Đây là một cách sắp xếp. Dĩ nhiên ba cái số khác nhau này thì mình đã có kinh nghiệm về mặt sắp xếp rồi. Ba số khác nhau thì có ba cách sắp xếp khác nhau, đúng không? Ở trong phần đồng phân thầy đã dạy, đúng không? Vậy đây con là 2 1 0 1 0 2. Đấy chưa? Vẫn tổng 3 nhá. Và ta còn một trường hợp nữa là gì ạ? 0 0 3. Cái đằng 003 này nó sẽ có một cái trường hợp nữa là 0, 3, 0, còn lại 3, 0, 0 được bị trùng. Thế thì tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Và bạn nào mà chọn 6 thì bạn ấy chọn phải đáp án nhiễu. Nhục lắm, đã bị thầy lừa. Bạn tinh ý nhìn nhá, tinh ý vào đây mà nhìn này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 chỉ có 1. Cái này mới gọi là bá đạo trên từng hạt gạo. Câu bọn 1 thì có 1 rồi không chấp. 1, 1, 1 thì 1 đồng phân. Đúng không? 1, 1, 1 nhân nhau 1 đồng phân. 1, 1, 1 nhân nhau 1 đồng phân. 1, 1, 1 nhân nhau 1 đồng phân. Không có 1 thôi đúng không? Không có 1 thôi đúng không? Nhưng 3 có 2 này. Vậy 1 nhân 1 nhân 2 thì có 2. Kinh chưa? Không có 1, 3 có 2. Không có 1, 1 nhân 2 nhân 1 bằng 2 tiếp. 1 cộng 1 cộng 1 cộng 2 cộng 2 bằng 8. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Nhá. À, dành cho những bạn nào vẫn chưa nhìn nhận ra được là tại sao các bạn vẫn đặt câu hỏi là tại sao 0 cộng 0 cộng 3 lại có 2 đồng phân thì thầy vẽ cho các bạn nhìn. Thầy vẽ cái trường hợp đấy cho mình, còn lại mấy cái trường hợp kia thầy cũng vẽ đấy nhá. Mấy trường hợp kia đơn giản thầy vẽ cái trường hợp này cho các bạn nhìn. CH2OOC 0 này thì đây H đúng không? CHOOC này, 0 tiếp này. CH2OOC này. Này, 3 bằng C1 2 3 một trường hợp nhá. CH2OOC này. CHOOC này. CH2OOC này trường hợp này, C gạch C này. Bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy đây là đấy lý do tại sao thằng 3 nó có 2, đúng không? Đây. Và đây, chính vì vậy anh chúng ta có 8.